Có chuyện gì bắt cóc hay gì đây? Hồi nãy anh nói rồi, anh cũng đâu có gì đâu thông tin. Anh ơi, tức là tụi em rất mong chỉ có cái hành trang cái ngày 8 tháng 3 đấy. Một cái ngày lần đầu diễn ra là lần đầu tiên. Sợ, chuẩn bị ra sao? Thật sự mà nói là anh cũng nghe là bộ trưởng có 8 tháng 3 có đầu tiên của bạn đã chưa biết là chưa mới đâu. Hồi nãy anh đang hỏi bộ trưởng y là sở y tế là những bệnh viện trên địa bàn sẽ mình đã chưa có thông tin. Tâm em cũng hơi hoang mang về điều này. Anh thấy cũng thấy báo đen của bộ trưởng nói là 8 tháng 3 là thêm ở trên báo thôi. Thì hồi nãy là anh khuê lên nói và nghe là tiếng đầu gì đó thì anh hỏi thì chủ y nó đang kiểm tra chứ anh chưa có đâu có nói được. Nhưng mà bây giờ anh mà vô là tụi em sẽ mất anh luôn, anh sẽ không ra đây nữa. Không, anh nói thì anh chưa có thông tin để nghiệp chủ y nó kiểm tra lại xem sao mới nói được, chứ bây giờ anh chưa biết. Mà có lẽ cái là bộ triển khai xuống bệnh viện, các anh bên phó bệnh viện có nắm được không, anh chưa biết, không trả lời được. Hệ thống CDC cũng vậy hả? Cái ông Tâm anh hỏi, ông cũng chưa biết luôn nữa, để anh hỏi ông Tâm lại, nhắn. Nếu có anh nói tụi em chứ có gì đâu giấu, nhưng mà không biết luôn á, nãy anh nghe ông Tê xong anh quay qua anh hỏi ông Tâm chỗ phòng bệnh viện nào đó. Bệnh viện nào để có gì có thông tin anh nói. Anh đâu có gì đâu giấu. Vaccine COVID do công ty AstraZeneca sản xuất được chỉ định cho người tiêm từ 18 tuổi trở lên. Và cũng từ thông tin của nhà sản xuất thì đã có những khuyến cáo hết sức cụ thể như sau. Thứ nhất, đối với phụ nữ có thai thì khuyến cáo tiêm vaccine khi lợi ích của vaccine vượt trội so với nguy cơ tiềm ẩn cho bà mẹ và thai nhi. Ví dụ như cái đối tượng tiêm của chúng ta tới đây là cán bộ y tế trực tiếp điều trị và trực tiếp trong các cơ sở điều trị, thì chúng ta mà có những cái bệnh kèm và nguy cơ dễ mắc bệnh thì cũng vẫn là nhóm được khuyến cáo được tiêm vaccine COVID. Thứ hai, nhà sản xuất cũng có đưa ra là phụ nữ cho con bú thì việc tiêm vaccine nếu họ thuộc nhóm nguy cơ thì không phải ngừng cho bú sau khi tiêm vaccine. Ngay cả đối với những trường hợp nhiễm HIV và suy giảm miễn dịch thì tiêm vaccine nếu thuộc nhóm nguy cơ phơi nhiễm hoặc nhóm nguy cơ mắc bệnh nặng và không yêu cầu xét nghiệm HIV trái khi nào. Ông nhấn mạnh lại là tiêm tuổi từ 18 đến bao nhiêu tuổi? Kính thưa ông và bộ trưởng, theo nhà sản xuất họ khuyến cáo thì tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên và cái độ tuổi giới hạn trên thì không có quy định quá là sát sao chặt chẽ ạ. Vâng. Về phản ứng thông thường thì với những phản ứng hết sức phổ biến như chúng ta đã triển khai các vaccine khác trước đây thì chúng ta đều gặp có thể trên 10% các biểu hiện toàn thân như là người được tiêm có thể đau đầu, buồn nôn, đau cơ, đau khớp và có thể tăng cái cảm giác đau, nóng tại vị trí tiêm, rồi có thể có những người có cảm giác ngứa, mệt mỏi, bồn chồn và sốt là một cái biểu hiện khá phổ biến, sốt nhẹ và có thể sốt trên 38 độ C và người tiêm có thể có cảm giác ớn lạnh, đôi khi có một số ghi nhận là có thể có triệu chứng rét run. Và với cái phục tiếp theo là cái triệu chứng tại vị trí tiêm thì cũng chỉ khoảng 10% có thể có biểu hiện sưng và đỏ tại vị trí tiêm. Và cũng như tất cả các vaccine khác các anh chị em chúng ta đã sử dụng trong rất nhiều năm thì vaccine cũng như là một loại thuốc khi đưa vào cơ thể thì có thể xảy ra những phản ứng rất là nghiêm trọng như phản ứng sốc. Và ngoài phản ứng sốc tại chỗ trong vòng 30 phút sau tiêm thì người tiêm có thể có những cái phản ứng chậm và mà các thầy chuyên môn vẫn dùng từ là phản ứng quá mẫn muộn có thể xảy ra sau khi tiêm và thời gian thì trong vòng ngày đầu sau tiêm có thể xuất hiện. Và cho đến hiện nay chúng tôi cũng chưa ghi nhận các số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới một cách đầy đủ như là Bộ trưởng đã chỉ đạo ngay từ đầu. Đây là một vaccine rất mới và các nước trên thế giới cũng cùng đã và đang tiêm chủng với chúng ta trong một thời gian rất gần đây, cho nên cái số liệu thu được là chưa có đầy đủ. Tuy nhiên cho đến nay cũng chưa có một bằng chứng nào cho thấy sự liên quan giữa các trường hợp phản ứng nghiêm trọng mà được đã ghi nhận ở các quốc gia khác mà nói là có liên quan đến vaccine. Và chúng tôi xin lưu ý là tuy chưa có dữ liệu đầy đủ về việc sử dụng thay thế của vaccine COVID AstraZeneca với vaccine phòng COVID-19 khác và khuyến cáo là phải tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca. Và chúng ta nên tiêm vaccine phòng COVID này, nếu tiếp tục muốn tiêm các vaccine khác thì cũng phải cách sau cái thời gian tiêm vaccine COVID này 14 ngày. Thì khuyến cáo ở đây nhắc lại là chúng ta tiêm cái vaccine nào thì tiêm mũi thứ hai chúng ta sẽ tiêm lại cái vaccine đó để nó đảm bảo được theo đúng cái yêu cầu. Cái đấy là thầy họ nhấn mạnh lại với tất cả các cơ sở. Vâng ạ, em xin cảm ơn thủ trưởng. Sau đây là phần thứ hai thì tôi xin hướng dẫn tổ chức thực hành tiêm vaccine COVID-19.
cái việc tổ chức thực hành tiêm chủng ở cái mỗi buổi tiêm chủng thì các anh chị em đồng nghiệp của chúng tôi ở các cái trung tâm kiểm soát bệnh tật cũng như là trung tâm y tế dự phòng đã có rất nhiều kinh nghiệm, chúng ta triển khai rất nhiều các chiến dịch tiêm chủng mở rộng. Và hàng năm bây giờ chúng ta ngoài tiêm chủng thường xuyên, chúng ta đều có các chiến dịch tiêm chủng bổ sung. Cho nên là cái việc tổ chức tiêm chủng thì các anh chị đã rất quen thuộc. Tuy nhiên đây là một cái chiến dịch lớn và có lẽ tới đây khi số lượng vaccine được cung ứng nhiều, chúng ta sẽ tổ chức ở rất nhiều điểm tiêm chủng. Và để đảm bảo mà người dân của chúng ta sớm được có một độ bao phủ cao nhất để phòng chống bệnh Covid-19 thì chúng tôi xin chia sẻ lại một lần nữa. Về việc lập kế hoạch tổ chức tiêm chủng phù hợp thì các tỉnh, thành phố cần xây dựng kế hoạch và huy động nhân lực tổ chức điểm tiêm chủng để đảm bảo triển khai kịp thời ngay sau khi được tiếp nhận vaccine. Tức là khi chúng tôi nhận được các vaccine theo từng đợt, với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế Dự phòng sẽ chỉ đạo trên toàn quốc là chúng ta sẽ tiêm cho nhóm đối tượng nào, thì dự án tiêm chủng mở rộng cũng ngay lập tức sẽ có cái hướng dẫn chi tiết tới các anh chị để tổ chức thực hiện. Và anh các chị phải triển khai ngay sau khi được nhận vaccine. Và điểm tiêm chủng sẽ được thực hiện khá đa dạng. Chúng ta sẽ tổ chức điểm tiêm chủng tại bệnh viện, tại trạm y tế, tại các điểm lưu động, tại các điểm tiêm chủng dịch vụ, các bệnh viện, các bệnh xá, các cơ sở y tế của các bộ ngành. Và chúng tôi chỉ xin lưu ý là các cái số điểm tiêm chủng các địa phương thì phải cần tính toán xem xét phù hợp với khả năng trang thiết bị dây chuyền lạnh, bảo quản vaccine và nhân lực y tế đã được tập huấn về tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Chúng ta cũng lưu ý là trên đây là một số cái điểm chúng ta sẽ có thể tổ chức, và trên thực tế thì các chị có thể tiếp tục linh động trong quá trình chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn tới đây. Đó là bệnh viện trung ương, các bệnh viện tỉnh, thành phố, bệnh viện thuộc trung tâm y tế cấp huyện sẽ tổ chức tiêm chủng cho cán bộ y tế của cơ sở đó, nhân viên tham gia phòng chống dịch tại cơ sở, các đối tượng đang điều trị tại bệnh viện và các đối tượng khác theo kế hoạch. Thứ hai, tại trạm y tế xã, các anh chị sẽ tổ chức tiêm chủng cho nhân viên y tế, nhân viên tham gia phòng chống dịch tại quy mô xã và lực lượng quốc phòng, công an, giáo viên, các đối tượng khác đang sinh sống trên địa bàn của xã, tiêm vét cho các đối tượng chưa được tiêm chủng. Thứ ba là ở các cạnh bệnh viện, bệnh xá và cơ sở của các bộ ngành, các anh chị cũng sẽ được tập huấn để tổ chức triển khai tiêm chủng cho các đối tượng thuộc ngành mình và hỗ trợ cho ngành y tế để triển khai các đối tượng khác trong trường hợp cần thiết. Và thứ tư là các điểm tiêm chủng dịch vụ. Hiện nay chúng tôi cũng ghi nhận hệ thống này rất là đa dạng và cũng đã có cái diện triển khai rộng khắp ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Cho nên chúng ta cũng sẽ tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng và phải theo sự chỉ đạo của Sở Y tế. Về tổ chức tiêm chủng thì chương trình tiêm chủng mở rộng xin yêu cầu các chị phải tuân thủ như sau. Thứ nhất là phải tổ chức tiêm chủng theo quy trình và đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng lây nhiễm virus SARS-CoV-2, thực hiện tổ chức buổi tiêm chủng theo quy định đã được ban hành của Bộ Y tế. Và đối với các cơ sở tiêm chủng tại cơ sở điều trị thì cán bộ thực hiện tiêm chủng cần được trang bị thiết bị phòng hộ, cái trang thiết bị phòng hộ cá nhân. Thế này thì anh em chúng ta đã được tập huấn rất kỹ trong quá trình phòng chống dịch Covid trong thời gian vừa qua. Trên đây là một cái sơ đồ và để các chị được minh họa một cái bố trí một cái điểm tiêm chủng vừa đảm bảo tuân thủ theo quy trình tiêm chủng, đồng thời là phòng lây nhiễm SARS-CoV-2. Chúng ta có phòng tiếp đón và chúng ta phải sàng lọc rất là nhanh về nhiệt độ và sàng lọc theo các quy định hiện nay của Bộ Y tế. Tiếp theo thì chúng ta cho cái người được tiêm chủng vào khu vực ngồi chờ và chúng tôi mô phỏng là và tiêm chủng trong năm 2020. Tất cả các điểm cũng đã nỗ lực thực hiện cái việc giãn cách để đảm bảo cho mỗi người đến tiêm chủng cũng được ở cái khoảng cách nhau khoảng 2 mét. Và cái việc này các chị hoàn toàn làm được, chỉ có điều chúng ta phải lưu tâm là chúng ta có cách sắp xếp bố trí các bàn ghế để cho người đến tiêm ngồi chờ đợi và chúng ta tuần tự. Và chính cái việc này cũng sẽ giúp cho cái khâu sau khám và tiến hành tiêm chủng được tuần tự hơn và chúng ta có thời gian để cùng với việc phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2, chúng ta có thời gian tương tác với người được tiêm và chúng ta có một mũi tiêm chủng an toàn. Sau đó thì chúng ta tiếp đến là bàn khám sàng lọc ạ. Và lát nữa thì tôi sẽ trình bày kỹ hơn. Sau đó thì sau khi người được tiêm thì sẽ được tiêm khám sàng lọc và được chỉ định tiêm thì sẽ được vào bàn tiêm vaccine. Và tiếp theo là có một cái phòng theo dõi phản ứng sau tiêm. Thì vòng theo dõi phản ứng sau tiêm thì chúng tôi xin lưu ý cái khu vực ngồi chờ hầu như các chị đều thực hiện rất tốt. Nhưng cái phòng theo dõi sau tiêm đôi khi ở trạm y tế mới chỉ bố trí có một phòng thì cái chỗ này lại là cái chỗ ùn
bởi vì sau 30 phút người được tiêm được theo dõi, cho nên đề nghị các trạm y tế và các cơ sở tiêm tới đây anh đã chỉ bố trí thêm vài phòng theo dõi phản ứng sau tiêm tùy theo mức độ người tiêm đến tiêm ở cái điểm tiêm tại thời điểm đó, để chúng ta đảm bảo giãn cách như là lúc khu vực chờ trước kỳ tiêm. Và cuối cùng sau khi mà theo dõi 30 phút thì chúng ta có một cái lối ra về riêng cho cái người được tiêm. Và cái cách như thế này mô phỏng theo kiểu quy định một chiều, nhưng chúng ta sẽ rất linh động cho cơ sở y tế để bố trí các cái bàn tiêm, các cái phòng tiêm để làm sao đảm bảo được nguyên tắc một chiều và không xảy ra sự ủn tắc. Và cụ thể hơn nữa thì chúng tôi xin hướng dẫn quy trình theo các cái tuần tự của buổi tiêm chủng. Trước tiêm chủng chúng ta làm gì? Theo quy định thì chúng ta tổ chức đây là tiêm chủng chống dịch với hình thức tổ chức chiến dịch tiêm chủng, cho nên chúng ta có thể tối đa tới 100 đối tượng tiêm chủng. Tuy nhiên là chúng tôi xin nhấn mạnh là chúng ta phải đảm bảo an toàn tiêm chủng và tư vấn đầy đủ cho cán bộ, cho nên cái việc các anh các chị tổ chức dưới 100 đối tượng là hoàn toàn có thể chấp nhận được trong thời gian, những cái thời gian đầu chúng ta tổ chức tiêm chủng, khi chúng ta phải làm quen với vaccine mới, làm quen với cái quy trình, làm quen với việc tư vấn, thì anh các chị có thể làm với số lượng ít hơn, nhưng tối đa không được vượt quá 100 đối tượng trên một điểm tiêm chủng tại một buổi tiêm chủng, và để đảm bảo an toàn. Và các anh các chị cố gắng bố trí như tôi vừa chia sẻ, cách sắp xếp buổi tiêm chủng theo cái quy trình tương đối một chiều như vậy, và thực hiện khám sàng lọc COVID-19 trước khi đối tượng đến buổi tiêm chủng. Thì cán bộ y tế của chúng ta phải tư vấn những người có cái biểu hiện là nghi ngờ như là sốt, ho, khó thở, vân vân, thì chúng ta không đến tiêm chủng luôn, tức là chúng ta loại trừ ngay từ khi mà người ta ở nhà. Đấy là trong năm 2020 chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho tất cả các điểm tiêm chủng xã phường 13.000 điểm trên toàn quốc là chủ động thông báo cho cái người được đi tiêm chủng, và nếu mà là trẻ em thì cái người đưa cháu đi tiêm cũng có những biểu hiện thì chúng ta cũng không đến điểm tiêm chủng. Đấy là chúng ta sàng lọc trước khi đến điểm tiêm chủng. Thế còn trước buổi tiêm chủng thì chúng ta có nhiệt kế thì chúng ta sàng lọc theo cái hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế, và chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị dây chuyền lạnh, dụng cụ tiêm chủng. Và đối với các điểm tiêm chủng ở các trạm y tế xã phường và các cơ sở tiêm chủng thì chúng tôi chỉ có khuyến cáo là chúng ta dùng phích vaccine để bảo quản vaccine trong buổi tiêm chủng, vì phích vaccine hoàn toàn có thể đủ số lượng để mà bảo quản với cái buổi tiêm chủng chúng ta không quá 100 đối tượng. Và chúng ta hiểu lọ vaccine này là lọ 10 liều, cho nên cái một cái phích vaccine là đựng được rất nhiều các cái lọ vaccine để chúng ta đủ tiêm chủng vài trăm đối tượng. Cho nên các chị không có quan ngại, không phải lo lắng là sẽ phải dùng tủ lạnh hay dùng cái phích hòm lạnh gì phức tạp, mà hiện nay phích vaccine là chúng tôi được cung ứng ở các trạm y tế xã phường là tương đối đáp ứng được. Và tới đây chúng ta sẽ huy động nguồn lực từ các cái xã lân cận, nếu như chúng ta tiêm chủng chiến dịch mà tổ chức hình thức cuốn chiếu, vừa đảm bảo nguồn nhân lực vừa đảm bảo nguồn vật lực. Và phải lưu ý các chị là hệ số sử dụng vaccine trong chiến dịch này chúng ta được phép là 1,1, và chúng ta sẵn sàng chuẩn bị cái cơ số cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng. Tại điểm tiêm chủng thì chúng ta yêu cầu phải trang bị hộp chống sốc, và tại các cơ sở điều trị thì chúng ta lập kế hoạch và để được Sở Y tế cho phép phối hợp với hệ thống điều trị, chúng ta có một cơ số các cái đội cấp cứu lưu động và xử trí tai biến nặng sau tiêm chủng. Thứ hai, trong buổi tiêm chủng thì chúng tôi xin nhấn mạnh một số bước sau đây. Chúng ta có cái phiếu khám sàng lọc và sử dụng cái bảng kiểm khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine COVID-19. Thì lát nữa trong cái phần trình bày của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, các anh chị sẽ được chia sẻ kỹ lưỡng hơn bởi những cái chi tiết sử dụng bảng kiểm tiêm chủng vaccine COVID-19. Thì lần này chúng ta tiêm là tiêm cho đối tượng lớn, còn trong chương trình tiêm chủng thì hầu hết chúng ta là tiêm cho trẻ nhỏ. Và lưu ý là chỉ định tiêm chủng là chúng ta không tiêm chủng trong các trường hợp là có tiền sử sốc hoặc phản ứng nặng sau lần tiêm chủng trước với vaccine COVID-19, và chúng ta không tiêm liều thứ hai. Và quá mẫn với bất kể các cái thành phần cũng như tá dược trong vaccine, thì cái này chúng tôi sẽ chia sẻ hết sức cụ thể với các cán bộ trong cái tài liệu tập huấn của chương trình tiêm chủng mở rộng. Chúng tôi cũng đọc cụ thể những cái tên thành phần của tá dược. Và chúng ta sẽ tạm hoãn tiêm chủng với các trường hợp, bởi vì mặc dù tiêm chủng nhanh, tiêm chủng chiến dịch, nhưng mà chúng ta có rất nhiều các đợt tiêm phép, tiêm bổ sung, cho nên chúng ta cũng không vì thế mà cố tiêm trong những trường hợp mà chúng ta được phép hoãn tiêm. Đó là những trường hợp đang mắc các bệnh cấp tính, mắc các bệnh nhiễm trùng hay bệnh mãn tính tiến triển. Hoãn tiêm cho những người đang mắc
bệnh COVID-19 được xét nghiệm hoặc được chẩn đoán bằng phương pháp real-time PCR. Và chỉ định cho những cái trường hợp này nếu được tiêm thì chúng ta sẽ tiêm sau 6 tháng bệnh nhân khỏi bệnh. Và những người có tiền sử sử dụng kháng thể kháng COVID-19 trước đó thì chỉ tiêm chủng sau khi 90 ngày kết thúc điều trị. Và tiêm vaccine COVID nếu mà chúng ta có muốn tiêm với các vaccine khác trong thời gian tiêm chủng này thì chúng ta phải cách cái mũi vaccine tiêm COVID-19 14 ngày. Và phần tư vấn trước khi tiêm chủng thì anh chị em chúng ta phải dành thời gian để chia sẻ với nhân viên y tế, phải tư vấn cho đối tượng tiêm chủng các phản ứng thông thường, các phản ứng bất thường có thể xảy ra loại vaccine chúng ta tiêm. Và sau đó thì trong lần này thì vì đối tượng của chúng ta tiêm là những người trên 18 tuổi, chúng ta cũng sẽ có cái phần bớt được cái rào cản quá khó khăn khi chúng ta tiêm cho trẻ em. Thì đối tượng 18 tuổi thì các chị hoàn toàn có thể nghe được những thông tin rất đầy đủ và chúng ta phải trao đổi sau và các chị sẽ ký, cái người được tiêm sẽ ký vào cái phiếu đồng thuận để tham gia tiêm chủng. Đây là một cái điểm khác với tiêm chủng mở rộng, xin các chị đồng nghiệp ở các đầu cầu lưu ý. Thế và chúng ta sẽ thông báo đầy đủ cho các cho người sắp được tiêm chủng về những cái phản ứng thông thường bất thường như tôi vừa chia sẻ. Và trong buổi tiêm chủng thì chúng ta cũng phải lưu ý thực hiện nghiêm ngặt việc theo dõi đối tượng tiêm trong vòng 30 phút vì đây là một vaccine mới chúng ta được triển khai ở Việt Nam và chúng ta cũng sẽ phải bắt buộc phải tiêm chủng để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch và độ bao phủ càng sớm càng tốt, cho nên chúng ta phải tuân thủ việc theo dõi 30 phút tại điểm tiêm chủng và dặn đối tượng tiếp tục theo dõi tại nhà trong 1-2 ngày đầu sau khi tiêm chủng, bởi vì những cái phản ứng dị ứng chậm quá vẫn muộn nó thường xảy ra trong ngày đầu và chúng tôi cũng chưa có số liệu ghi nhận là sau mấy tiếng đồng hồ sẽ xảy ra và điều này nó hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố cá thể theo như tôi được hỏi từ các thầy, cho nên chúng ta cũng phải dặn bệnh nhân là theo dõi trong vài ngày đầu và có những biểu hiện bất thường thì phải đến ngay cơ sở y tế như là có các cái số dấu hiệu sốt quá cao hoặc là hạ nhiệt độ hoặc co giật phát ban hoặc khó chịu kích thích vật vã thì người được tiêm cũng phải đến ngay các cơ sở y tế và tới đây chúng ta sẽ được tập huấn để người được tiêm cũng có thể chủ động thông báo trên ứng dụng hồ sơ sức khỏe và sau khi tiêm vaccine phòng COVID thì các chị cũng phải tư vấn cho người được tiêm là tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K. Và tiếp theo đến nội dung trong buổi tiêm chủng thì chúng ta phải làm những động tác gì? Vaccine thì được bảo quản trong dây chuyền lạnh từ 28 độ C và lọ vaccine chỉ được mở sử dụng trong vòng 6 giờ. Sau đó nếu chưa hết vaccine trong lọ mà thời gian mở đã quá 6 giờ, chúng ta vẫn phải hủy bỏ lọ vaccine này và ghi vào cái hệ số sử dụng là chúng ta được 1.1. Các chị trước khi tiêm phải kiểm tra nhãn hạn sử dụng, nếu quá hạn sử dụng thì phải hủy bỏ. Và lưu ý vaccine này chỉ có hạn sử dụng 6 tháng, cho nên khi sử dụng các chị em hết sức lưu ý. Và trong quá trình chúng tôi cấp vaccine, chúng tôi cũng sẽ cấp theo đợt và nhấn mạnh việc sử dụng mà chúng tôi sẽ cùng các chị đồng hành để quản lý cái số lượng vaccine sử dụng để tránh tình trạng vaccine đã rất là khó khăn về nguồn cung toàn cầu hiện nay, thì chúng ta cố gắng sử dụng hiệu quả nhất nguồn vaccine chúng ta tiếp nhận được.